Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 2. Hôm trước các em đã được học bài hát Trên con đường đến trường. Bây giờ hãy nhắc lại cho cô bài hát Trên con đường đến trường do ai sáng tác nào? Đây là một ca khúc do nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu sáng tác. Bài hát miêu tả về điều gì? Bài hát miêu tả quang cảnh trên hai bên con đường mà hàng ngày các em đến lớp phải không nào? Hôm nay cô trò chúng ta sẽ được ôn tập lại bài hát này, và với sự hỗ trợ của phần mềm iBook thì cô nghĩ là các em sẽ có phương pháp học tập một cách là tích cực và có hiệu quả cao. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau vào nội dung bài học nhé. Trước khi các em được ôn tập bài hát thì cô mời tất cả chúng ta cùng nhau lắng nghe lại nội dung ca từ và giai điệu của bài hát. Bây giờ với sự hỗ trợ của phần mềm iBook, chúng ta cùng lắng nghe nào. Các em đã được nghe lại giai điệu của bài hát và cảm nhận nội dung ca từ của bài hát Trên con đường đến trường. Bây giờ cô mời tất cả chúng ta cùng nhau hòa giọng với giai điệu nhạc không lời qua phần mềm iBook hỗ trợ cho chúng ta. Bây giờ cô trò chúng ta cùng thực hiện nhé. Chúng ta cùng nhau bước sang nội dung bài tập thực hành. Bài tập số 1. Đánh dấu X vào ô trống tương ứng với các câu trả lời đúng. 1. Bài hát Trên con đường đến trường là sáng tác của nhạc sĩ A. Hoàng Long Hoàng Lân, B. Phạm Tuyên, C. Lưu Hữu Phước và D. Ngô Mạnh Thu. Theo là em, đáp án nào là đáp án đúng? Đây là một bài hát của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu. Chúng ta kiểm tra cái bài đáp án. Như vậy là chúng ta đã có một đáp án rất là chính xác ở câu 1. Bây giờ chúng ta sang câu 2. Bài hát nào sau đây có nội dung tương tự trên bài hát Trên con đường đến trường? A. Sắp đến Tết rồi, nhạc vào lời Hoàng Vân. B. Thật là hay, nhạc vào lời Hoàng Lân. C. Chúc mừng sinh nhật, nhạc Anh, lời Việt Đào Ngọc Dung. Và D. Là đi học, nhạc Bình Thảo, lời thơ Minh Chính. Theo các em, bài hát nào có nội dung tương tự bài hát Trên con đường đến trường? Đó là bài Thật là hay. Như vậy là chúng ta là có đáp án chính xác. Bài hát có nội dung tương tự bài hát Trên con đường đến trường đó là bài hát Thật là hay, nhạc và lời của Hoàng Lân. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 3. Sắp xếp các câu trong lời ca bài hát Trên con đường đến trường cho đúng thứ tự. Theo các em, thì câu đầu tiên trong những câu này sẽ là câu Trên con đường đến trường, đó là câu C. Tiếp tục sẽ là có con là con chim hót, như vậy sẽ là câu A. Tiếp tục sẽ là câu D.
là nó hót, nó hót làm sao. Và cuối cùng là câu còn lại, câu B, chúng ta kiểm tra là kết quả nào. Như vậy chúng ta đã điền 4 đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em nhé. Hôm nay cô trò chúng ta đã được ôn tập bài hát Trên con đường đến trường. Với sự hỗ trợ của phần mềm iSubbook thì chúng ta đã thể hiện bài hát một cách tự tin hơn rồi. Về nhà các em có thể truy cập vào phần mềm iSubbook và tập luyện bài hát này thêm một lần nữa nhé. Tuần sau hãy lên đây và hát cho cô và các bạn cùng xem. Tuần sau chúng ta cùng nhau sẽ làm quen với một ca khúc mới, đó là bài hát Hoa lá mùa xuân. Còn bây giờ cô trò chúng ta tạm biệt, hẹn gặp lại các em vào tiết âm nhạc tuần sau nhé.